Xin chào cả nhà. Hôm nay tại Tử Miệt Vườn, dòng sơ tuyển sẽ diễn ra ngày đầu tiên, phải được gọi là dòng khởi động cho tại Tử Miệt Vườn. Bây giờ thì trong phòng chờ rất là nhiều thí sinh đang háo hức chờ đợi để đăng ký tham gia dự thi. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển vào phòng chờ để cùng trao đổi với các thí sinh các bạn nhé. Đi. Giao lưu cùng giới quyết. Các bạn biết không, em Hoàng Kiến này ở Long Xuyên, An Giang là thí sinh nhỏ tuổi nhất hiện tại trong cuộc thi hôm nay. Em mới lên với ai? Đi với mẹ rồi, còn có ai nữa không? Dạ. Chắc hôm nay hai mẹ con tất bận đúng không? Đi xa tới đây mà. Hồi đó, trước giờ thì em có tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ nào không? Có từng tham gia cuộc thi nào chưa? Rồi có đạt giải không? Thì tâm trạng của em hôm nay khi mà đến một thi mà có quy mô như thế này, em cảm thấy như thế nào? Hôm nay là chuẩn bị thi bài gì rồi? Lời ca dân bác, một bài rất là ý nghĩa mà hợp với lứa tuổi của em nữa. Bây giờ em có thể hát một đoạn ngắn cho quý khán giả xem một đoạn được không? Rồi, xin mời em nhé. Thí sinh khác nha quý vị. Hoa thấy một cô mặc áo dài rất là xinh. Vừa rồi thì chúng ta đã gặp một thí sinh nhí 13 tuổi tên là Hoàng Ý. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp một cô nhỏ tuổi trung niên. Xa xôi đến đây để gặp chúng ta, rồi thi, rồi
chọn một bộ đồ rất là tươm tất như thế này, nhìn rất là xinh, một cái xinh rất là chỉnh chu về trang phục, về ngoại hình. Mong là mọi người sẽ ủng hộ cho cô Hồng Thu nhé. Xin chào cô ạ. Bây giờ thì chúng ta gặp một thí sinh nam. Xin giới thiệu bác là thành viên của ấp 1 xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh. Dạ. Đến đây để tham dự cái cuộc vui chơi đờn ca tài tử miệt vườn. Dạ. Của đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp tổ chức. Dạ, thưa cảm ơn bác. Bác ơi, bác sinh hoạt cái lập hội đường ca tài tử. Thì nói chung báo với cháu là chú thì đam mê cái nghề hát ca, nhưng mà ở nhà thì karaoke nhiều, chưa có tham dự cái vấn đề những cái cuộc mà câu lạc bộ. Dạ. Rồi đi đám tiệc thì ca hơi hay, rồi anh em lối xóm cũng trưng dụng mình. Dạ. Kêu ca hát. Dạ. Hôm nay thì bác mới đến để tham dự cái cuộc thi này. Một thí sinh rất là nói chuyện rất là chân chất với mọi người quý vị. Bác ơi, trong đợt ca tài tử thì có ca cổ nè, rồi có các bài bản gián nữa, rồi 20 bài bản gián đó thì bác có nắm được là có hát được những bài bản gián. Nói chung với cháu thì bác hát á thì bài bản được, nhưng mà nhịp nhàng mấy cái bản gián thì bác chưa có đành hết được. Dạ. Dạ. Thì đến với cuộc thi hôm nay thì bác sẽ thể hiện phần thi của mình bằng một cái điệu nào vậy bác? Bằng một cái điệu giọng cổ. Dạ, bài một câu một của giọng cổ. Dạ. Bài ca Bông Điệp Sài Gòn. Bài đăng ký luôn. Dạ. Rồi. Một thí sinh rất là lớn tuổi nhưng mà vì niềm đam mê tài tử miệt vườn đã đến với cuộc thi hôm nay, và con xin chúc bác đi thật tốt trong ngày hôm nay để thỏa niềm đam mê ca hát của mình. Xin chào bác ạ. Thì bác cũng xin gửi lời cũng đại diện cho bà con ở đây thì cũng ham mê đờn ca tài tử, chúc cho tất cả cán bộ của đài truyền hình luôn luôn dồi dào sức khỏe và tổ chức nhiều cái dịp nữa cho nhân dân để có cái tham gia. Dạ, xin cảm ơn bác ạ. Không ạ. Quý vị và các bạn thân mến, thì qua phần trao đổi cũng thấy là không khí trong phòng đăng ký hôm nay thì rất là sôi động. Để ngay từ bây giờ thì các bạn vẫn có thể đến tại trường Hà Đồng Tháp để đăng ký tham gia chương trình tài tử miệt vườn mùa đầu tiên. Và đây là cái phiếu thi, phiếu cam kết thi của các thí sinh. Các bạn không, các bạn thấy không, không khí ở đây rất là sôi động. Đi chụp giờ hình đi dịp Lan. Niềm đam mê ca hát của mình mà phải thể hiện chứ, đúng không nào? Thôi, xin chào các bạn nhé.
quyền là đồng tháp để thi đăng ký miệt vườn các bạn nhé. Đăng ký thi tại tỉnh miệt vườn đi. Vậy là có qua dòng sông được không ạ? Vâng, vâng. Xin mời cô số bác nhân là 1-1 đi nha. Đó. Rồi, cô ơi xuống nghe nha. Rồi, đầu tiên mình giới thiệu mình cho chị. Quên quán của mình. Em tạm biệt hỏi quên đến Tài Lao. Rồi, cho chào hết á. Cho chào hết á. Rồi, ngày hôm nay thì mình tặng cho mọi người ở đây là bài hát nào. Em cũng xin được rất yêu và một lớp phụ quà. Rồi, quên xin mời chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi, thời gian trôi quá rồi. Vì tuổi cao ông bà lần lượt về buồn vội, bỏ lại mái nhà tranh với người con gái không tháng ngày quanh chú hộ năm xưa quanh mình trong lạnh buồn gì. Nhưng hơi
nhiều mỗi thương sầu. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây để cho các anh chị vô tiếp theo ạ. Yeah, it's all good.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị đến tới đâu vậy? Trong lúc anh nghe giờ này anh đang mình hát bài gì hả? Thank you.
Hello. Ngắm lòng anh mày băng quăng sao xuyên nói với em bao lời tâm sự gửi đến em trên tất cả tâm tư để cho em hiểu được lòng anh trong những ngày xa chân những gì hoàn cảnh trái ngang ngậm ngùi thương nhớ nuốt lệ làm vui để so ấm trong yên một tình yêu thơ mộng để giữ cho em sống sống cùng chồng mãi mãi và để cho anh vẫn trọn vẹn người anh cao cả. Từng hạt cát và còn dương hơi ấm người thương, dẫu họ trách em vô tình bội nghĩa, nhưng không ai hiểu rằng nàng đã nuốt trọn niềm đau cho cả làng chài được bình yên trong cuộc sống yên lành. Dạ có tới đây gì nào hả? Vui à? Rồi xin mời chú. Về vùng đất biên cương mà thương mà nhớ cây thờ ấm đồng dược lô cầm kề nhau ngày kết lá ngụy trang đêm ngủ
Trời còn nóng xuân em còn những đời đứng đây lấy tôi từ đời hằng
đã từ đi chưa từng biết mặt